Kính thưa quý thầy cô, thưa các anh chị đồng nghiệp, sau đây thì thay mặt cho khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Bạch Mai, tôi sẽ xin trình bày các cái biện pháp dự phòng lây nhiễm trong chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp. Bài trình bày của tôi thì tập trung vào ba cái nội dung chính. Thứ nhất là trình bày về các cái tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp tại các cơ sở y tế, và nội dung thứ hai là tôi sẽ xin trình bày về đường lây truyền nhiễm khuẩn bệnh viện, và cái nội dung cuối cùng là đi đến các cái biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Thế thì tại sao cần phải kiểm soát nhiễm khuẩn? Thì thưa quý thầy cô và các anh chị đã biết là nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những cái hậu quả mà không mong muốn của cái quá trình chăm sóc điều trị trong các cơ sở y tế. Và theo thống kê của Ngân hàng World Bank thì 2/3 các nước phát triển đã dành ra khoảng lớn hơn 50% các cái chi phí dành cho chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nhiễm khuẩn ạ. Và những cái biện pháp về kiểm soát nhiễm khuẩn thì có thể làm giảm lan truyền các cái tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện nói chung và làm giảm mức độ tình trạng nặng cũng như là giảm tỷ lệ tử vong, và đồng thời là giảm cái chi phí chăm sóc điều trị cho bệnh nhân. Thế thì trên đây là một số các cái hình ảnh mà các cái vi sinh vật gây nhiễm khuẩn thường gặp tại các cơ sở y tế, thì nó sẽ tập trung vào hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm các cái vi khuẩn gram âm, và nhóm thứ hai là các cái cầu khuẩn gram dương. Cái này sẽ có ở hầu hết tất cả các cơ sở y tế. Và hiện nay thì như quý thầy cô và các anh chị đã biết là cái tình trạng bệnh nhân đa kháng thuốc ngày càng gia tăng. Và tại Việt Nam của chúng ta thì là một trong những cái nước mà đứng hàng đầu ở thế giới liên quan đến cái tình trạng kháng thuốc ở những cái vi khuẩn đa kháng gây nhiễm khuẩn bệnh viện. Thế thì nguồn lây truyền nhiễm khuẩn bệnh viện thì nó sẽ có từ đâu? Nó sẽ có ở hai cái con đường chính, có hai cái nguồn chính. Nguồn thứ nhất là nguồn vi sinh vật nội sinh. Thì với nhân viên y tế hoặc là khách đến thăm, hoặc những cái người mà đến bệnh viện thăm hoặc chăm sóc bệnh nhân ấy, thì là những cái người mà có thể mang các cái mầm bệnh không triệu chứng, là các cái vi sinh vật định cư nó luôn tồn tại ở trên cơ thể của mỗi con người. Và cái nguồn thứ hai thì cũng có thể có, và cái này thì rất là thường xuyên, đấy chính là cái nguồn mà phát tán ra từ chính các cái bệnh nhân của chúng ta. Bệnh nhân của chúng ta thì có thể là có những bệnh nhân nhiễm khuẩn hoặc có những bệnh nhân không nhiễm khuẩn. Với những cái bệnh nhân nhiễm khuẩn thì là những cái bệnh nhân mà mang các cái vi sinh vật gây nhiễm khuẩn bệnh viện, và với những bệnh nhân không nhiễm khuẩn thì cũng giống như là cái đối tượng nhân viên y tế hoặc khách đến thăm, là những cái người mà có thể là mang các cái mầm bệnh không triệu chứng hoặc các cái vi sinh vật định cư ở trên cơ thể. Và cái nguồn thứ hai là cái nguồn ngoại sinh ạ. Thế thì nguồn ngoại sinh này nó sẽ có từ đâu ạ? Nguồn ngoại sinh thì nó có chủ yếu từ phát tán ra từ cái nguồn nội sinh ở trên cơ thể của những cái người mà có mặt ở trong các cơ sở y tế. Nó sẽ có phát tán ra các cái bề mặt môi trường xung quanh, ví dụ như các anh chị thấy là ở giường bệnh, rồi tủ đầu giường hoặc các cái bề mặt thiết bị mà sử dụng hàng ngày trên bệnh nhân ấy, thì là đấy là một trong những cái nhóm có cái nhóm bề mặt mà chứa rất là cao các cái tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện. Đây là một số các cái hình ảnh mà là những cái bề mặt mà tiếp xúc thường xuyên, là cái nơi mà cư ngụ thường xuyên của các cái tác nhân gây bệnh. Nó sẽ có ở rất nhiều ạ. Thế thì từ các cái tác nhân đấy thì nó sẽ có các cái con đường lây truyền nhiễm khuẩn bệnh viện ạ. Thì hiện nay đường lây truyền nhiễm khuẩn bệnh viện nó sẽ tập trung chủ yếu vào ba cái con đường chính. Đường thứ nhất là lây truyền qua đường tiếp xúc. Thì cái này thì có thể là tiếp xúc trực tiếp qua các cái bàn tay của nhân viên y tế hoặc của những cái người chăm sóc bệnh nhân đến bệnh nhân, hoặc là qua các cái đồ ăn thức uống mà sử dụng cho bệnh nhân trong quá trình mà nằm điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc là có thể tiếp xúc gián tiếp qua các cái đồ dùng vật dụng thiết bị mà bị ô nhiễm khi mà chúng ta sử dụng để chăm sóc cho bệnh nhân. Con đường lây truyền thứ hai là con đường lây truyền theo đường giọt bắn. Thì với những cái giọt bắn có thể phát tán ra trong vòng bán kính 1 mét và nó có kích thước lớn hơn 5 micromet ạ. Cái này thì nó sẽ có khi mà chúng ta tiếp xúc gần với nhau qua các cái giọt tiết hô hấp từ chính khoang miệng, có thể là qua nói chuyện giao tiếp hoặc là qua hắt hơi hàng ngày. Và cái con đường lây truyền nhiễm khuẩn bệnh viện thứ ba là lây truyền theo đường không khí. Thì với những cái tác nhân gây nhiễm khuẩn lây truyền theo đường không khí đặc biệt tập trung ở rất nhiều, và với những cái bệnh nhân mà ở chuyên khoa hô hấp thì cái này cũng không ít bệnh nhân có những cái ví dụ như là bệnh lao chẳng hạn. Đấy là một trong những các tác nhân gây bệnh theo đường không khí. Và với những cái tác nhân gây bệnh theo đường không khí này thì nó có kích thước vô cùng nhỏ bé, nhỏ hơn 5 micromet, và nó có khả năng phát tán trong vòng bán kính 50 mét. Và khi mà những cái vi sinh vật từ bệnh nhân nó phát tán ra ngoài môi trường thì nó có thể bay lơ lửng, luôn luôn tồn lưu ở trên, lơ lửng ở trong không khí hoặc ở trên các cái bề mặt thiết bị. Thế thì làm thế nào để chúng ta có các cái biện pháp phòng ngừa đặc hiệu
để nhắp giúp làm giảm nguy cơ gây nhiễm khuẩn bệnh viện, thì ở đây tập trung vào hai cái nguyên tắc chính. Cái nguyên tắc thứ nhất là với nhân viên y tế chúng ta thì phải tuân thủ đúng các cái kỹ thuật vô khuẩn trong quá trình mà chúng ta chăm sóc điều trị cho bệnh nhân. Và cái nguyên tắc thứ hai mà chúng tôi cho là rất quan trọng, đấy chính là chúng ta kiểm soát được cái bề mặt môi trường, là một trong những cái bề mặt mà luôn luôn chứa các cái tác nhân ô nhiễm cao, các cái tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện. Thế thì nguyên tắc chính của cái kỹ thuật vô khuẩn trong quá trình chăm sóc của chúng ta tập trung chủ yếu vào 5 cái nội dung. Nội dung thứ nhất là liên quan đến vấn đề vệ sinh bàn tay ở nhân viên y tế cũng như là ở bệnh nhân hoặc là ở người nhà bệnh nhân, những cái người mà thực hiện cái công việc chăm sóc bệnh nhân trong quá trình mà bệnh nhân nằm điều trị. Và cái nội dung thứ hai, cái kỹ thuật thứ hai là phải sử dụng đúng các cái thiết bị, dụng cụ đã được khử khuẩn tiệt khuẩn đúng quy định để nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Và nội dung thứ ba là chúng ta phải sử dụng đúng các cái phương tiện phòng hộ cá nhân, vì như các thầy cô và các anh chị đã biết là nhân viên y tế chúng ta là một trong những cái người mà phải thực hiện hàng ngày, chúng ta phải tiếp xúc thường trực đến có thể là cái nguy cơ gây ô nhiễm với các cái tác nhân gây bệnh từ bệnh nhân hoặc là từ các bề mặt môi trường xung quanh là rất là cao. Nếu mà chúng ta không sử dụng đúng các cái phương tiện phòng hộ để đảm bảo an toàn cho chúng ta ấy, thì chúng ta là những cái người mà không được an toàn khi mà chúng ta thực hiện công việc hàng ngày. Và cái nội dung thứ tư là liên quan đến vấn đề vệ sinh hô hấp. Đây cũng là một trong những cái nội dung mà được quan tâm. Và đặc biệt là trong dịch COVID-19 vừa rồi thì các quý thầy cô và các anh chị đã biết là cũng có rất là nhiều các cái poster, các cái hướng dẫn liên quan đến vấn đề vệ sinh hô hấp ở trong bệnh viện cũng như là ngoài cộng đồng. Và nội dung cuối cùng là chúng ta phải thực hiện đúng, đủ và phải đảm bảo an toàn khi mà chúng ta thực hiện các cái chỉ định chăm sóc điều trị hàng ngày cho bệnh nhân. Vấn đề đặt ra ở đây là nếu công việc hàng ngày, khi mà các anh chị thực hiện các công việc hàng ngày mà bàn tay của chúng ta nhìn thấy máu dịch tiết của bệnh nhân nó rơi ra tay của chúng ta, chúng ta nhìn thấy rõ bằng mắt thường thì không cần phải nhắc, các anh chị cũng vệ sinh tay, đúng chưa ạ? Tuy nhiên rằng trên thực tế thì có rất nhiều những cái công việc chúng ta thực hiện nhưng mà máu dịch nó không rơi ra tay của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có nguy cơ phơi nhiễm với các cái tác nhân gây bệnh như vừa liệt kê ở trên. Chính vì thế mà các cơ sở y tế chúng ta phải đảm bảo trang bị đầy đủ các cái phương tiện vệ sinh tay và phải bố trí thuận tiện để cho nhân viên y tế chúng ta sử dụng. Đấy là một trong những cái vấn đề mà hết sức quan trọng. Và cái vấn đề thứ hai liên quan đến vệ sinh tay tôi cũng muốn đề cập đến ở trong đây, chính là tăng cường cái việc khử khuẩn bàn tay khi mà chúng ta không có điều kiện để trang bị đúng cái phương tiện cho rửa tay. Vì như các anh chị đã biết là vệ sinh tay hiện nay thì nó có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất là chúng ta có thể rửa tay với nước và xà phòng. Cái phương pháp thứ hai là chúng ta có thể vệ sinh tay bằng chế phẩm cồn khử khuẩn. Thế thì phương pháp nào cũng như thế, là sau khi vệ sinh tay xong, bàn tay của chúng ta phải khô thì lúc đấy chúng ta mới đảm bảo an toàn được. Tuy nhiên rằng một cái điểm thực tế ở Việt Nam chúng ta là hầu như là các cái điểm rửa tay tại các cơ sở y tế chúng ta không luôn duy trì được phương tiện làm khô tay. Chính vì thế mà khi mà chúng ta rửa tay mà chúng ta không có cái khăn lau tay hoặc giấy lau tay để chúng ta làm khô tay thì như thế bàn tay của chúng ta sẽ rất dễ dàng bị ô nhiễm trở lại. Và chính những cái điều đấy mà với kiểm soát nhiễm khuẩn chúng tôi thì chúng tôi khuyến cáo các anh chị là tăng cường vệ sinh tay bằng cái chế phẩm cồn khử khuẩn để giảm cái nguy cơ ô nhiễm bàn tay sau khi chúng ta rửa tay. Và một cái điểm nữa để giúp nhân viên y tế tuân thủ vệ sinh tay tốt, đấy chính là chúng ta phải sử dụng găng tay đúng chỉ định, đúng thời điểm. Vì hiện nay hầu như là cái việc sử dụng găng tay không đúng chỉ định diễn ra hết sức phổ biến tại tất cả các cơ sở y tế. Một đôi găng tay để các anh chị có thể sử dụng để thực hiện cho nhiều bệnh nhân, cho nhiều thao tác thủ thuật trên, có thể là trên một hoặc nhiều bệnh nhân khác nhau. Thì như thế nó sẽ làm cản trở đến cái việc tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế chúng ta. Và chúng ta đã là nhân viên y tế thì chúng ta phải luôn luôn nhớ 5 cái thời điểm vệ sinh tay khi mà chúng ta thực hiện các cái công việc hàng ngày. 5 thời điểm vệ sinh tay ở đây thì tôi có thể tóm tắt lại bằng cái cách nó dễ nhớ hơn. Đấy chính là trong 5 thời điểm vệ sinh tay thì có 2 cái thời điểm trước và 3 cái thời điểm sau. Cái thời điểm trước thứ nhất là trước khi chúng ta
tiếp xúc với mỗi bệnh nhân thì tương ứng với nó là sau khi chúng ta tiếp xúc với mỗi bệnh nhân, chúng ta phải vệ sinh tay. Đấy là được hai thời điểm. Cái thời điểm trước thứ hai ạ, là trước khi các anh chị thực hiện mỗi một quy trình hoặc thủ thuật sạch vô khuẩn, chúng ta vệ sinh tay, thì tương ứng với nó là sau khi chúng ta có nguy cơ phơi nhiễm với máu dịch tiết cơ thể của người bệnh. Và cái thời điểm sau thứ ba là sau khi chúng ta tiếp xúc với các cái bề mặt môi trường xung quanh bệnh nhân, chúng ta phải vệ sinh tay. Thế thì năm thời điểm vệ sinh tay này nó sẽ có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là để bảo vệ cho bệnh nhân và một ý nghĩa là bảo vệ cho nhân viên y tế chúng ta. Thế thì với hai cái thời điểm trước khi chúng ta tiếp xúc với mỗi bệnh nhân hoặc trước khi chúng ta thực hiện các cái quy trình sạch vô khuẩn, chúng ta vệ sinh tay là để cắt đứt cái mầm truyền bệnh từ bàn tay của chúng ta sang nhân viên y tế và để đảm bảo cho bệnh nhân của chúng ta an toàn hơn. Chính vì thế mà với hai cái thời điểm trước như vậy, chúng ta vệ sinh tay là để bảo vệ cho bệnh nhân của chúng ta. Còn lại ba cái thời điểm sau khi chúng ta tiếp xúc với mỗi bệnh nhân, chúng ta vệ sinh tay này, rồi là sau khi chúng ta thực hiện các cái quy trình thủ thuật sạch vô khuẩn, chúng ta vệ sinh tay, sau khi chúng ta tiếp xúc với các cái bề mặt môi trường xung quanh bệnh nhân, chúng ta vệ sinh tay là để bảo vệ an toàn cho chính bản thân nhân viên y tế chúng ta. Thế thì không có lý do gì chúng ta không vệ sinh tay, đúng không các anh chị? Và có 5 cái thời điểm vệ sinh tay rồi thì chúng ta phải thực hiện cái quy trình vệ sinh tay như thế nào để cho nó đảm bảo đúng quy định. Thế thì đúng quy định ở đây là đảm bảo lấy đủ lượng hóa chất này, rồi là đảm bảo chà tay đủ các bước và đảm bảo thời gian vệ sinh tay. Một cái quy trình vệ sinh tay khi mà chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ phải lấy từ 3 đến 5 ml hóa chất. Và như thế nào để chúng ta xác định được lấy đủ lượng hóa chất? Thì thưa các anh chị là hiện nay với mỗi một loại hóa chất vệ sinh tay thì nó có cái vòi bơm định lượng. Và một lần ấn cái vòi bơm đấy thì sẽ cho chúng ta tối đa được 2 ml hóa chất. Và như thế một quy trình vệ sinh tay chúng ta sẽ lấy 2 lần cái vòi bơm định lượng đấy là đủ lượng hóa chất cần thiết cho chúng ta vệ sinh tay. Còn cái đủ thứ hai trong cái quy trình vệ sinh tay là đủ các bước. Thì hiện nay chúng ta có 6 bước đúng chưa ạ? Và không cần nhắc thì cái này có lẽ là các anh chị ngồi đây chúng ta đều thuộc rồi, để các anh chị có thể áp dụng vào thực tế hàng ngày. Và cái đủ thứ ba là đủ liên quan đến cái thời gian vệ sinh tay. Thế thì trong cái vệ sinh tay hiện nay chúng ta sẽ có 2 phương pháp: rửa tay với nước và xà phòng và chà tay bằng chế phẩm cồn khử khuẩn. Thế thì khi chúng ta rửa tay với nước và xà phòng, đủ thời gian ở đây là chúng ta sẽ phải chà tổng thời gian cho cái quá trình chúng ta rửa tay với nước xà phòng là phải từ 40 đến 60 giây các anh chị ạ. Còn với cái quy trình mà chúng ta vệ sinh tay bằng chế phẩm cồn khử khuẩn thì chúng ta sẽ mất từ 20 đến 30 giây. Nó sẽ tiết kiệm được một nửa thời gian so với cái phương pháp mà chúng ta rửa tay với nước và xà phòng. Và tôi chuyển sang cái nội dung thứ hai là liên quan đến các cái phương tiện phòng hộ cá nhân. Thì ở đây phương tiện phòng hộ cá nhân nó có rất nhiều, nhưng trong cái quá trình chăm sóc cho bệnh nhân hô hấp nói riêng và trong quá trình mà chúng ta thực hiện các cái công việc hàng ngày cho bệnh nhân nói chung thì có lẽ là chủ yếu liên quan đến hai cái loại phương tiện phòng hộ chính. Thứ nhất là găng tay và thứ hai là khẩu trang. Với găng tay thì hiện nay nhân viên y tế chúng ta, bác sĩ điều dưỡng chúng ta sử dụng hai cái loại găng tay chính là găng tay vô khuẩn và găng tay sạch. Thế thì mỗi một loại găng tay nó có cái chỉ định sử dụng riêng, nó không giống nhau. Với cái găng tay vô khuẩn thì nó sẽ có 3 cái chỉ định. Chỉ định thứ nhất là khi thực hiện các cái phẫu thuật. Chỉ định thứ hai là khi thực hiện các cái thủ thuật đòi hỏi vô khuẩn tuyệt đối. Và chỉ định thứ ba là khi chăm sóc cho những cái trẻ sơ sinh non tháng, những cái bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch, ví dụ như các cái bệnh nhân ghép tạng hiện nay. Còn với cái găng tay vô khuẩn, găng tay sạch thì cái chỉ định sử dụng của nó rộng rãi hơn, là khi mà các anh chị thực hiện các cái công việc mà có nguy cơ tiếp xúc với máu dịch tiết cơ thể của bệnh nhân, chúng ta phải mang găng tay. Rồi là khi chúng ta thực hiện các cái công việc mà tiếp xúc, ví dụ như là khi các anh chị phải thu gom dụng cụ, đồ vải, chất thải chẳng hạn, đấy là những cái công việc mà chúng ta tiếp xúc với các cái đồ dùng vật dụng ô nhiễm. Rồi là khi mà tay của chúng ta không nguyên vẹn, các anh chị biết được rằng có những cái thực hành không được phép sử dụng găng. Ví dụ như là ở đây tôi liệt kê ra một số các cái quy định liên quan đến những cái thực hành chúng ta không được phép sử dụng găng. Không được phép sử dụng găng tay khi lấy mạch nhiệt độ huyết áp cho bệnh nhân này. Rồi không được sử dụng găng tay khi mà chúng ta tiêm bắp, tiêm trong da, tiêm dưới da. Không sử dụng găng tay khi mà các anh chị ghi chép hồ sơ bệnh án, rồi là di chuyển các cái xe tiêm xe thủ thuật của chúng ta từ buồng phòng này sang buồng phòng khác, đúng chưa ạ? Tuy nhiên rằng nếu trong trường hợp bàn tay của các anh chị có vết tổn thương thì
trong bất kỳ những cái hoạt động nào, trong bất kỳ những cái thao tác nào chúng ta tiếp xúc bệnh nhân, chúng ta cũng phải mang găng tay để bảo vệ an toàn cho chính bản thân của chúng ta. Thế thì găng tay nó có thủng rách hay không? Thì có lẽ là cái tỷ lệ thủng rách của nó cũng rất là cao các anh chị ạ. Theo thống kê thì người ta thấy rằng với cái găng tay phẫu thuật là cái găng tay mà đắt tiền nhất và nó an toàn nhất cho nhân viên tới chúng ta ấy, thì tỷ lệ thủng rách của nó có khoảng từ 0 đến 8%. Nhưng mà với cái găng tay sạch là cái găng tay mà hàng ngày chúng ta sử dụng rất là nhiều ấy, thì tỷ lệ thủng rách của nó sẽ dao động từ 0 đến 52% tùy vào loại chất liệu khác nhau. Và cái này được kiểm chứng bằng cách là người ta đã có những cái thực hành soi găng tay trên kính hiển vi điện tử thì phát hiện ra được rất nhiều các cái lỗ thủng khác nhau. Và những cái kích thước mà nhỏ hơn từ 30 đến 50 micromet ấy, thì nó có khả năng làm cho virus hoặc vi khuẩn nó xâm nhập qua các cái đôi găng tay của chúng ta. Chính vì thế mà đi găng tay thì nó chỉ có thể bảo vệ cho chúng ta tối đa được 50%. Còn 50% còn lại chúng ta bảo vệ mình bằng những cái cách sau. Thứ nhất là tuyệt đối các anh chị không được sử dụng một đôi găng để thực hiện cho nhiều thao tác thủ thuật trên một bệnh nhân hoặc trên nhiều bệnh nhân. Tôi lấy ví dụ như khi một bệnh nhân các anh chị phải thực hiện vệ sinh miệng họng này, các anh chị phải hút đờm dãi này, thì đương nhiên là hai cái quy trình đấy chúng ta sẽ phải sử dụng hai đôi găng tay khác nhau rồi, đúng chưa ạ? Tuy nhiên rằng hiện nay thì hầu như cái tình trạng này ở các cơ sở y tế chúng ta là thực hiện tuân thủ chưa được tốt. Rồi là cái lưu ý thứ hai khi mà chúng ta sử dụng găng, đấy chính là không được rửa hoặc sát khuẩn ngoài găng. Vì có một số anh chị nghĩ rằng găng tay nó rất là tốt, nó rất là an toàn. Và các anh chị tiết kiệm găng bằng cách là các anh chị xác định được đúng các cái thời điểm chúng ta cần phải vệ sinh tay. Nhưng mà chúng ta lại thay vì chúng ta loại bỏ găng vì chúng ta tiết kiệm, đúng chưa ạ? Thì các anh chị lại rửa sát khuẩn ngoài găng, thì như thế vô hình chung là nó, khi mà các anh chị rửa sát khuẩn ngoài găng như thế ạ, thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ thủng rách. Nếu chưa thủng, lỗ thủng nhỏ nó sẽ to hơn, và những cái vi sinh vật nó có bên ngoài găng nó không đi đâu hết được đâu ạ. Nó sẽ chui qua các cái lỗ thủng mà nó thâm nhập vào tay của chúng ta và làm tay của chúng ta ô nhiễm. Và như thế thì nhân viên y tế chúng ta sẽ rất là dễ bị phơi nhiễm với các cái tác nhân gây bệnh theo đường máu và đường dịch tiết, mặc dù là chúng ta đã đi găng tay. Rồi là cái lưu ý thứ ba trong cái việc chúng ta sử dụng găng, đấy chính là chúng ta phải vệ sinh tay trước và sau mỗi một lần chúng ta loại bỏ găng. Cái này là cái hết sức quan trọng các anh chị ạ. Và cái thứ tư là, lưu ý thứ tư là chúng ta phải thay găng ngay sau khi tiếp xúc với dịch tiết cơ thể của người bệnh hoặc là những cái chất thải có chứa nồng độ vi khuẩn cao, ví dụ như phân hoặc các cái dịch dẫn lưu, dịch hô hấp. Thế thì cái phương tiện phòng hộ cá nhân thứ hai là cái khẩu trang. Thế thì khẩu trang chúng ta thực hiện khi nào ạ? Thì hiện nay quy định nó có 3 cái chỉ định chúng ta sử dụng khẩu trang. Thứ nhất là khi chúng ta thực hiện các cái công việc ở trong các cái khu vực đòi hỏi vô khuẩn tuyệt đối, ví dụ khi vào các buồng phẫu thuật này, rồi là khi vào các cái buồng mà chăm sóc cho những cái bệnh nhân ghép tạng ấy, thì chúng ta phải đeo khẩu trang. Rồi là cái chỉ định thứ hai là khi chúng ta thực hiện các cái thủ thuật mà nó có nguy cơ văng bắn với các cái máu dịch tiết cơ thể của bệnh nhân. Và cái chỉ định thứ ba là khi chăm sóc cho người bệnh lây truyền theo đường giọt bắn và đường không khí, thì chúng ta phải mang khẩu trang để bảo vệ an toàn cho chúng ta. Sang đến cái nội dung tiếp theo là liên quan đến vấn đề khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ y tế ở các cơ sở y tế ạ. Thì cái này tùy vào điều kiện mỗi cơ sở y tế chúng ta sẽ phải xây dựng ra cái quy định khử khuẩn tiệt khuẩn cho riêng cơ sở y tế mình để đảm bảo được thực hiện được ở trong cơ sở y tế và nó phải đúng quy định. Rồi là cái lưu ý thứ hai liên quan đến vấn đề khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ y tế, đấy chính là mọi đồ dùng vật dụng phải được làm sạch kỹ trước khi thực hiện cái công việc khử khuẩn mức độ cao hoặc tiệt khuẩn dụng cụ y tế, hay còn nói đến ở đây chính là cái việc tất cả những cái dụng cụ bẩn sau khi các anh chị sử dụng xong, chúng ta phải ngâm khử khuẩn sơ bộ ngay lập tức trong thời gian sớm nhất có thể, và tốt nhất là trong khoảng từ khi phát sinh dụng cụ ra cho đến 30 phút là chúng ta sẽ phải ngâm khử khuẩn ngay. Vì như thế chúng ta sẽ ngăn ngừa được cái việc hình thành các cái màng sinh học nó có ở trên các bộ dụng cụ, và để đảm bảo cho cái việc chúng ta thực hiện các cái công việc tiếp theo, ví dụ như khi chúng ta khử khuẩn mức độ cao hoặc là tiệt khuẩn dụng cụ y tế nó được hiệu quả hơn. Rồi là cái thứ ba là ưu tiên xử lý dụng cụ bằng phương pháp tiệt khuẩn khi điều kiện cho phép. Hiện nay thì cái vấn đề này tôi muốn đặt ra ở đây là ở các cơ sở y tế chúng ta hiện nay có rất nhiều những cái đơn vị mà chúng ta xử lý dụng cụ bằng cách là ngâm khử khuẩn mức độ cao. Thế thì ngâm khử khuẩn mức độ cao có tốt hay không?
rất tốt các anh chị ạ. Nó vẫn đáp ứng được cái yêu cầu, tí nữa tôi sẽ nói đến các cái nhóm dụng cụ nào cần phải khử khuẩn mức độ cao. Tuy nhiên rằng khi mà cái quy trình khử khuẩn mức độ cao nó phải đòi hỏi nghiêm ngặt từ khâu khử nhiễm cho đến khâu làm sạch, cho đến khâu khử khuẩn, cho đến khâu tráng rửa bằng nước vô khuẩn và đến cả cái việc lưu giữ bảo quản dụng cụ nữa. Nhưng mà hầu hết các cơ sở y tế chúng ta, nhân viên y tế chúng ta hiện nay khi chúng ta thực hiện cái quy trình khử khuẩn mức độ cao là chúng ta thực hiện không tốt và cái việc lưu giữ bảo quản dụng cụ sau đấy cũng không được đảm bảo. Vì thế mà nó sẽ làm cho cái dụng cụ nó tái ô nhiễm và các anh chị thấy được rằng hiện nay những cái bệnh nhân mà phải sử dụng lại các cái bộ dụng cụ, những ví dụ như dụng cụ trợ hô hấp mà sử dụng lại khi mà bệnh nhân phải thở máy chẳng hạn, ví dụ như thế, mà tại đơn vị các anh chị xử lý dụng cụ ấy, thì là hầu như là cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị nhiễm khuẩn phổi là rất là cao, đúng chưa ạ? Ngoài cái việc liên quan đến dụng cụ nó còn có nhiều yếu tố khác nữa, nhưng mà ở đây tôi muốn nói đến cái dụng cụ khử khuẩn độ cao các anh chị thực hiện không đúng quy trình và chúng ta lưu giữ bảo quản không đúng thì như thế nó cũng không đảm bảo an toàn cho cái bộ dụng cụ đấy. Và một cái điểm thứ tư là cái việc mà kiểm soát chất lượng các cái dụng cụ như thế nào để cho nó đảm bảo chúng ta biết được là bộ dụng cụ đấy đã được tiệt khuẩn rồi hay chưa và khi nào chúng ta được sử dụng thì tí nữa trong bài trình bày của tôi cũng sẽ đề cập đến cái vấn đề này. Và một cái vấn đề tiếp theo liên quan đến cái việc khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ y tế đấy chính là việc lưu giữ bảo quản các cái dụng cụ đã khử khuẩn tiệt khuẩn thì phải đảm bảo được lưu giữ riêng ở nơi sạch kín, không được để lưu giữ chung với các cái đồ dùng vật dụng khác. Lựa chọn các cái phương pháp khử khuẩn tiệt khuẩn như thế nào cho nó đúng thì hiện nay cũng là một trong những cái vấn đề mà Bộ Y tế cũng như là các cơ sở y tế chúng ta cần phải quan tâm. Với những cái dụng cụ mà tiếp xúc với các cái vùng da nguyên vẹn trên bệnh nhân ấy thì chỉ cần khử khuẩn mức độ thông thường mà thôi, tức là chúng ta chỉ cần làm sạch bằng các cái hóa chất ví dụ cồn hoặc các cái hóa chất làm sạch là có thể sử dụng trên bệnh nhân ngay được. Nhưng với những cái dụng cụ mà tiếp xúc đến các cái bề mặt niêm mạc hoặc vùng da bị tổn thương thì cái này bắt buộc phải khử khuẩn mức độ cao. Ví dụ như là những cái dụng cụ dùng cho bệnh nhân trợ hô hấp cho bệnh nhân này, rồi những cái dụng cụ nội soi chẩn đoán cho bệnh nhân ấy, là những cái dụng cụ mà tiếp xúc đến các màng niêm mạc thì chỉ cần khử khuẩn mức độ cao là đạt yêu cầu. Còn với những cái dụng cụ mà tiếp xúc đến các cái vị trí vô khuẩn tuyệt đối ở trên cơ thể thì bắt buộc là cần phải tiệt khuẩn. Tiệt khuẩn ở đây thì hiện nay nó sẽ có hai phương pháp, có thể là tiệt khuẩn nhiệt độ cao ở bằng máy autoclave hoặc là tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng ethylene oxide hoặc là plasma, thì cái này tùy vào điều kiện các cơ sở y tế chúng ta có thể áp dụng các cái hình thức tiệt khuẩn phù hợp. Đây tôi lấy ví dụ như một số các cái dụng cụ, ví dụ như là ống nội khí quản hoặc là các cái phin lọc hoặc là các cái dây hút sử dụng cho bệnh nhân thở máy thì chỉ cần khử khuẩn mức độ cao là đạt yêu cầu. Các bóng ambu thì cũng tương tự như thế. Còn cái việc chúng ta kiểm soát chất lượng bộ dụng cụ ra sao thì hiện nay thưa quý thầy cô và các anh chị, ở Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi hiện nay các cái bộ dụng cụ chúng tôi sẽ kiểm soát qua hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là nó sẽ hiển thị ở cái tem chỉ thị bên ngoài mỗi gói dụng cụ. Thì hiện nay với dụng cụ tiệt khuẩn thì nó sẽ có hai cái hình thức đóng gói. Đóng gói thứ nhất là có thể đóng gói bằng vải kaki hai lớp. Cái hình thức thứ hai là có thể những cái bộ dụng cụ đấy được đặt ở trong các cái túi ép plastic. Thì với những cái dụng cụ đóng gói bằng vải kaki hai lớp thì bên ngoài bao giờ cũng được dán cái băng dính chỉ thị. Và sau khi mà bộ dụng cụ đã được tiệt khuẩn thì cái băng dính này nó sẽ chuyển sang vạch, có những cái vạch màu đen. Còn nếu chưa được tiệt khuẩn thì nó sẽ là những cái sọc, nhưng mà sọc màu trắng như là cái hình ảnh các anh chị nhìn thấy ở trên màn hình ở đây. Còn với những cái dụng cụ mà đóng gói trong túi ép plastic thì với cái túi này thì không cần phải có cái băng chỉ thị nhiệt giống như ở trên. Tuy nhiên là trên mỗi một cái gói dụng cụ đấy nó đều có các cái giải chỉ thị nhiệt. Và giải chỉ thị này thì sau khi tiệt khuẩn nó sẽ được chuyển màu theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất và có thể chuyển từ màu hồng sang màu vàng nhạt hoặc màu xanh sang màu xanh đậm hơn. Thì cái đấy là tùy vào loại chất liệu, cái này sẽ có cái hướng dẫn cụ thể chi tiết riêng cho mỗi cái loại đóng gói theo từng cái nhà sản xuất khác nhau. Và bên trong mỗi một gói dụng cụ thì ở Bệnh viện Bạch Mai chúng tôi đều được đặt các cái test chỉ thị hóa học ở trong đây. Bên ngoài
Khi mà các anh chị cầm gói dụng cụ lên, cái vạch chỉ thị nó chuyển màu như hướng dẫn ở trên rồi ạ, thì lúc đấy chúng ta mới được mở cái dụng cụ đấy ra. Và khi mở ra rồi thì bên trong cái gói dụng cụ nó có các cái test chỉ thị như ở trên màn hình này nữa, thì nó cũng sẽ phải được chuyển màu, thì lúc đấy chúng ta mới được phép sử dụng và chứng tỏ rằng cái bộ dụng cụ này đã được tiệt khuẩn đúng quy định, đủ thời gian và đủ áp suất. Cái lưu giữ này thì tôi cũng đã nói rồi. Và cái vấn đề tiếp theo liên quan đến các cái biện pháp phòng ngừa, đấy chính là chúng ta phải thực hiện cái vệ sinh hô hấp nó đúng quy định. Thì cái này theo khuyến cáo, khi mà ho hắt hơi thì chúng ta sẽ phải dùng cái khăn, cái giấy, hoặc nếu không chúng ta sẽ dùng khuỷu tay để chúng ta che miệng của chúng ta. Và sau khi mà bàn tay của chúng ta có thể tiếp xúc với dịch tiết qua các cái thao tác đấy rồi thì chúng ta sẽ phải vệ sinh tay lại. Và một cái biện pháp này tôi nghĩ là rất quan trọng, đấy chính là áp dụng tuân thủ đúng cái quy định về vệ sinh tay cũng như là các cái yêu cầu vô khuẩn khi mà thực hiện các cái thủ thuật trên bệnh nhân. Thì hiện nay có rất nhiều, với nhân viên y tế chúng ta thì có rất nhiều các cái quy trình khác nhau. Tuy nhiên rằng có thể là có những cái quy trình các anh chị liệt kê ra 10 năm, 20 bước nó rất dài, đúng chưa ạ? Nhưng mà trong cái quy trình đấy thì không hề nhắc đến một lần nào liên quan đến vệ sinh tay. Thì cái này có lẽ là trong thời gian tới các cơ sở y tế chúng ta cũng sẽ phải làm rõ hơn. Và với bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi, hiện nay chúng tôi đang làm thí điểm tại khoa hồi sức tích cực ạ. Và khi mà chúng tôi lên giám sát tại khoa hồi sức tích cực thì chúng tôi sẽ cùng với khoa thống nhất lại các cái quy trình, từ cái quy trình thay băng mở khí quản như thế nào, khi nào phải vệ sinh tay, cho đến cái quy trình hút đờm cho bệnh nhân. Nó có các cái thời điểm vệ sinh tay rất là cụ thể. Các anh chị cứ nói là trước khi thực hiện quy trình chúng ta phải vệ sinh tay, nhưng một cái quy trình đấy chúng ta sẽ có rất nhiều bước, từ bước chuẩn bị bệnh nhân, chuẩn bị dụng cụ, cho đến khi chúng ta thực hiện các cái kỹ thuật vào trên bệnh nhân ấy, thì cái này sẽ phải hiệu chỉnh cụ thể, rất là chi tiết các cái bước vệ sinh tay trong từng cái quy trình một, thì như thế nó mới đảm bảo cái nguyên tắc vô khuẩn được. Và tôi xin trình bày tiếp theo đấy, đến các cái biện pháp mà chăm sóc răng miệng để phòng ngừa cái nguy cơ nhiễm khuẩn. Thì có những cái nghiên cứu người ta thực hiện ở trên 89 bệnh nhân nặng tại khoa hồi sức tích cực, thì người ta thấy được kết quả rằng có 31 bệnh nhân trên 89 bệnh nhân này bị nhiễm khuẩn phổi, và có 28 trên 31 bệnh nhân viêm phổi bệnh viện do cái vi khuẩn định cư ở cái dịch hầu họng. Tương tự như vậy thì nghiên cứu ở trên các cái tư thế nằm khác nhau ở trên bệnh nhân ạ, với tư thế nằm ngửa và tư thế nằm đầu cao, tư thế Fowler là 30-45 độ, thì người ta thấy được rằng kết quả là lượng dịch tiết ở tư thế nằm ngửa cao hơn là ở tư thế nằm đầu cao. Chính vì thế mà người ta khuyến cáo ra các cái biện pháp phòng ngừa hít sặc dịch tiết hầu họng trên các cái bệnh nhân, đặc biệt là những cái bệnh nhân suy hô hấp, những cái bệnh nhân mà phải sử dụng các cái thông khí nhân tạo, bằng cách là có những cái biện pháp sau. Thứ nhất là phải cho người bệnh nằm ở tư thế đầu cao 30-45 độ so với mặt giường để giảm cái nguy cơ hít sặc tiết dịch hầu họng. Rồi là cái nguyên tắc thứ hai là đánh răng bằng bàn chải mềm 2 lần một ngày, thì cái này cũng đã có quy trình vệ sinh răng miệng mà lúc nãy có báo cáo viên đã trình bày rồi. Và vệ sinh miệng họng bằng các cái dung dịch có chứa clostridin từ 0,1 đến 0,2%, hoặc là các cái dung dịch sodium carbonate hydrogen peroxide 1,5%. Rồi là hút miệng, hút dịch miệng họng 4 lần một ngày và sử dụng ống hút miệng riêng cho mỗi lần sử dụng. Và một cái khuyến cáo rất là mới, đấy chính là sử dụng các cái ống nội khí quản có hút, có cái kèm ống hút ở trên cớp ấy ạ, để hút cái dịch đọng ở trên bệnh nhân, với những cái bệnh nhân mà đặt nội khí quản, để giảm cái nguy cơ ứ đọng dịch đờm dãi ở trên bệnh nhân. Và không được phép bơm nước để làm loãng đờm khi mà chúng ta thực hiện hút đờm trên bệnh nhân. Cái này thì ngày trước ở bệnh viện Bạch Mai, đặc biệt khoa hồi sức tích cực ạ, cách đây khoảng 2 năm, các anh chị cũng khi mà hút đờm cho bệnh nhân nằm lâu, bệnh nhân thở máy lâu ấy ạ, thì đờm nó rất là đặc, có nhiều bệnh nhân đờm đặc, và khi đờm đặc như thế thì hút nó rất là khó, và các anh chị bơm nước muối vào để làm loãng. Tuy nhiên là khi bơm vào như thế thì cái làm tăng cái nguy cơ bệnh nhân bị hít phải những cái nước mà chúng ta bơm vào ấy ạ. Thì theo khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới là chúng ta không nên bơm nước khi mà chúng ta thực hiện hút đờm dãi ở trên bệnh nhân, và phải hút sạch dịch tiết ở vùng miệng hầu họng trước khi mà chúng ta rút các cái ống nội khí quản. Với những cái bệnh nhân mà có thông khí nhân tạo thì chúng ta phải luôn luôn
lưu ý đến cái việc dẫn lưu và đổ nước đọng ở trong dây máy thở hoặc các bộ phận chứa nước. Cái này là một trong những cái nội dung mà rất là quan trọng, và thực tế thì hầu hết ở các cơ sở y tế chúng ta chưa lưu tâm nhiều đến cái việc này. Và phải thay dây máy thở và bộ ẩm làm không khí khi thấy bẩn hoặc là khi hỏng, chứ không được thay định kỳ. Cái vấn đề cuối cùng là tôi muốn trao đổi đấy chính là liên quan vấn đề vệ sinh bề mặt môi trường ạ. Thì như quý thầy cô và các anh chị đã biết là bề mặt môi trường là một trong những cái bề mặt mà luôn luôn chứa rất là cao các cái tác nhân gây bệnh phát tán ra từ bệnh nhân, từ chính nhân viên y tế chúng ta hoặc là những cái người mà có mặt ở trong các cơ sở y tế. Và bề mặt môi trường thì nó cũng sẽ có chứa rất nhiều các cái tác nhân gây bệnh, và những cái tác nhân gây bệnh thì nó có thể tồn tại lâu, kéo dài ở trên bề mặt. Ở đây tôi có chi tiết hóa ra một số các cái mầm bệnh mà kèm theo các cái thời gian, ví dụ như vi khuẩn đường ruột kháng thuốc thì nó có thể tồn tại ở trên bề mặt môi trường từ 3 ngày đến 4 tháng. Tương tự như thế thì tụ cầu vàng nó có thể kéo dài ở trên bề mặt môi trường từ 7 ngày đến 7 tháng thôi các anh chị ạ. Và như vậy thì cái việc chúng ta sử dụng đúng các cái loại hóa chất cũng như là sử dụng đúng các cái phương tiện làm sạch như thế nào để nó đảm bảo đúng quy định, thì hiện nay cái vấn đề tôi muốn trao đổi ở trong cái buổi ngày hôm nay đấy chính là cái việc chúng ta phải phân công rõ ràng trách nhiệm vệ sinh bề mặt. Hiện nay hầu như các cơ sở y tế chúng ta là có đối tượng nhân viên vệ sinh công nghiệp. Tuy nhiên là nhân viên vệ sinh công nghiệp thì họ chỉ làm sạch các cái bề mặt thông thường thôi, còn lại là những cái bề mặt liên quan đến thiết bị máy móc, liên quan đến những cái phương tiện thiết bị mà sử dụng cho bệnh nhân của chúng ta ấy ạ, là thuộc về trách nhiệm của nhân viên y tế. Thì cái này mỗi một đơn vị, mỗi khoa phòng chúng ta cũng sẽ phải có cái bảng phân công trách nhiệm cụ thể cho nhân viên vệ sinh công nghiệp riêng, cho đối tượng hộ lý, ai là người phải làm sạch các bề mặt này, đối tượng điều dưỡng cũng tương tự như vậy, để mà chúng ta có các biện pháp kiểm soát nó phù hợp. Và phải sử dụng hóa chất, làm thế nào để sử dụng hóa chất nó đúng quy định. Hiện nay với cái hóa chất vệ sinh bề mặt thì nó có hai nhóm, nhóm thứ nhất là hóa chất thông thường và nhóm thứ hai là hóa chất khử khuẩn. Với những cái bề mặt mà nó có nguy cơ ô nhiễm cao, những cái bề mặt mà ở trong các cái phòng xét nghiệm, phòng thủ thuật hoặc là những cái phòng cấp cứu ấy, là những cái bề mặt mà những cái phòng mà luôn luôn có nguy cơ máu dịch nó văng bắn, nó tràn ra đấy ấy, thì chúng ta phải sử dụng hóa chất khử khuẩn. Còn lại những cái bề mặt khác thì chỉ cần hóa chất tẩy rửa thôi. Thì cái này các anh chị cũng cũng xem xét để triển khai ở các cái đơn vị mình để cho nó phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở y tế. Và trên đây là toàn bộ những cái nội dung mà tôi chia sẻ liên quan đến các cái biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm trong chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và các anh chị ạ.